Chào mừng quý bạn đã trở lại với kênh YouTube Thuật Thể Thao. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay 29 tháng 3, các sân cỏ châu Âu tiếp tục sôi động với những trận đấu trong khổ vòng loại World Cup 2022. Đa số những đội bóng lớn và được đánh giá cao hơn đều giành kết quả thuận lợi để nắm lợi thế trong cuộc đua giành tấm vé đi tiếp. Tây Ban Nha giúp phải làm khách trước Georgia và bị đối phương dẫn trước, nhưng nhờ các bàn thắng của Ferran Torres và Dani Olmo mà Bò Tót đã giành thắng với tỷ số 2-1 trước đối thủ. Cũng tại bảng B thì Thụy Điển đã giành chiến thắng đậm 3-0 trước Kosovo trong trận đấu mà lão tướng Ibrahimovic thi đấu thăng hoa. Chân sút thuộc biên chế AC Milan góp một đường kiến tạo vào chiến công của đội nhà. Trong ngày mà Tây Ban Nha và Thụy Điển ca khúc cải hoàn trên sân khách thì Pháp cũng không nằm ngoài cuộc chơi. Gà trống Gola dễ dàng đánh bại Kazakhstan với tỷ số 2-0. Trong khi đó, Italia cũng giành chiến thắng tương tự trên sân của Bulgaria. Tại bảng Y, Anh có chuyến làm khách trên sân của Albania với sự tỏa sáng của Harry Kane, người ghi một bàn thắng và một kiến tạo. Tam sư dễ dàng chiến thắng với tỷ số 2-0 để củng cố vững chắc ngôi đầu. Trong khi đó, Ba Lan và Đức cũng giành chiến thắng trước Andorra và Romania với tỷ số lần lượt là 3-0 và 1-0. Bảng xếp hạng tạm thời của vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Âu sau 2 lượt trận. Tại bảng A, Serbia và Bồ Đào Nha chia nhau 2 vị trí dẫn đầu với cùng 4 điểm. Thụy Điển dẫn đầu bảng B với 6 điểm, đứng thứ hai là Tây Ban Nha với 4 điểm, Hy Lạp đứng thứ ba với 1 điểm. Tại bảng C, Ý và Thụy Sĩ chia nhau 2 vị trí dẫn đầu với cùng 6 điểm. Ở bảng D, Pháp dẫn đầu với 4 điểm, đứng thứ hai là Phần Lan 2 điểm, xếp thứ ba là Ukraine 2 điểm. Ở bảng E, Cộng hòa Séc và Bỉ chia nhau 2 vị trí dẫn đầu với cùng 4 điểm. Tại bảng F, Đan Mạch dẫn đầu với 6 điểm, đứng thứ hai là Áo với 4 điểm, đứng thứ ba là Scotland 2 điểm. Ở bảng G, Thổ Nhĩ Kỳ và Montenegro có cùng 6 điểm, chia nhau 2 vị trí dẫn đầu. Tại bảng H, Nga dẫn đầu với 6 điểm, Slovenia đứng thứ hai với 3 điểm. Ở bảng Y, Anh dẫn đầu với 6 điểm, đứng thứ hai là Ba Lan 4 điểm, xếp thứ ba là Hungary 4 điểm. Tại bảng Z, Đức và Armenia có cùng 6 điểm, chia nhau 2 vị trí dẫn đầu. Cảm ơn quý vị và các bạn đã xem video. Quý vị và các bạn có đánh giá gì về kết quả và bảng xếp hạng của vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Âu? Hãy lại ý kiến của mình phía dưới phần bình luận. Hãy đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.